Dạ, hello anh chị em nha, những người đam mê dòng xe SH nha. Em là Hoàng đây, Hoàng bán xe lưỡi băng bích đây anh chị. Hôm nay em sẽ quay hai cái xe, một chiếc là SH206 và một chiếc là SH102. Xe đầu trao rất là zin đẹp đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cho Hoàng nha. Xe SH thì ở đây mình còn rất là nhiều. Cũng với tiêu chí là toàn là những chiếc xe chất lượng nha, 80% trở lên, hay em thường nói là cỡ 8 nút đó nha anh chị. Rồi đây em sẽ đi vào chi tiết cụ thể nha. Dạ rồi, đây hôm nay em sẽ lên một cặp đây. Em này là SH106, đầu treo chia mã, và đây là SH102. Xe cực kỳ chất lượng đấy, anh em nào mà tìm xe mà chất lượng á, thì cứ alo cho Hoàng. Số điện thoại của Hoàng là 0918 428 822, hoặc là đây là cửa hàng của mình đây, anh chị coi tham khảo nha. 829 Lưỡi Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, cửa hàng Ly Xì Bon. Đấy, ba số điện thoại đó, anh chị gọi số nào cũng được. Em nghe anh Hùng ơi. Có anh, 102 xe chất lượng đây. Dạ. Đó cuối 209 đó anh, 101 1008 đã là xe 209 hai đĩa rồi, đây 102 là cuối 209 mà anh. Dạ. Cuối 209. Dạ. Cái này khoảng lú 150 anh. Dạ. Lú 150, xe đẹp lắm. Màu trắng, xe chất lượng xuất sắc anh. Dạ. Dạ. Màu đỏ anh muốn thì thay vàng áo thôi, cái đó khỏi lo. Dạ. Thì anh em mình quen rồi, có gì anh ghé đi nha. Trời ơi, xe xuất sắc nó khác, còn cái xe lập dập á thì em bớt cho anh bao nhiêu cũng được, nhưng mà xe xuất sắc nó khác nha. Có gì anh ghé đi, em có việc xíu mà, có khách xíu. Dạ, xe thì chất lượng anh khỏi lo nha. Dạ. Thấy cái gì bác? Hết pin rồi, em máy cho việc nó qua nó sạc cho anh rồi. Sạc rồi pin. Cái xe này 102 nè anh chị thấy cái chiếc xe 102, nhưng mà nó rất là đẹp nha, nó có thể là ngang tầm hoặc vượt hơn so với cái xe 106 kia đó. Đây rồi thì mình sẽ quay chậm tí, cụ thể tí là anh chị coi đánh giá nha. Cả của bô rồi đây nó đẹp như thế này nha, để anh chị mình biết được cái chất xe ở trong nó thế nào nha anh chị. Đó. Còn anh chị mua xe ở đâu thì em không biết nha, còn mua ở cái hàng Ly Xì Bo hay là Hoàng thì anh chị yên tâm, em bán em bảo hành bảo trì từ 3 đến 6 tháng là điện nha, bao cho anh chị sạc mâm lửa đồ ok hết nha. Cái đó chú mới đưa anh Việt đi sạc pin rồi, hết pin rồi, chú kiểm tra hết pin chú đưa đi sạc rồi. Đã. Đấy, con này thì mình báo sát giá luôn. Nếu anh chị ở Sài Gòn bao sang tên thì em bán 152 triệu, còn nếu mà anh chị ở tỉnh rồi thì em bao rút hồ sơ thì em bớt cho khoảng 150 triệu nha anh chị. Vô cùng chất lượng. Cái xe là 102 nè, đăng ký được 2010 luôn nha. Vô cùng xuất sắc nha anh chị. Đấy. Rồi anh chị mình qua xem cái xe SH106 này. Mua pin sườn rồi còn sáng trưng nha. Đấy. Dĩa theo xe, xe này thì em chưa rửa luôn nè. Những cái sình rồi nó dính trên đĩa rồi anh chị mình thấy nó cũng
cũng cũng tự nhiên nha, chứ dĩa rồi theo xe coi chưa có mài, chưa có bị mỏng gì dĩa gì hết nha anh chị. Đấy, em này thì đi được cái cặp vỏ đinh lốp còn dày cui luôn. Đấy, đây mọi người nhìn bên này mổ bô đồ nó cũng còn nguyên vẹn hết. Đấy, con này thì số máy 106 nha anh chị, biển số là 12143, chị nào cũng số tiếng luôn á. Tất cả xe ở đây em bán là xe nào zin em sẽ bao nói zin nha, xe nào rớt em sẽ bán rớt, sẵn sàng em bán những cái xe rớt á cho anh chị rẻ hơn tầm khoảng 20 đến 30. Đấy, ở đây thì nói không với bùa phép nha anh chị. Những anh chị nào mà chưa biết thôi chứ còn biết rồi thì mình làm ăn đâu vào đó nha anh chị. Rớt là nó rớt, không là nó không, chứ không có thể mà bán bùa phép liều mạng đồ bao cho anh chị tài la nha. Không có, mình là mình không chơi cái kiểu đó nha anh chị. Đấy, xe này thì 106 rồi đi kìa, 106 máy đây, nhưng mà nó được phong mới luôn rồi nha anh chị. Gia Yên 2011-2012, đồng hồ smart key rồi hết nha. Đấy, sau này thì em bán cho anh chị với cái giá là đầu trao nguyên bản, chắc xe đẹp, đi cặp vỏ đinh lốp rồi còn ok, em bán cho anh chị với giá là 188 triệu. Đấy, bao sang tên bao rú gốc cho anh chị nha. Đấy, rồi thì em cập nhật hôm nay 2 chiếc thôi, còn cũng rất là nhiều. Ở trong đây anh Ly ảnh đang ô bế một cái xe cà phê sữa cũng rất là chất lượng. Đấy, anh chị nào có muốn coi xe trực tiếp thì anh chị tới cửa hàng Ly Xì Bo nha, để coi xe trực tiếp nha anh chị. Rồi, bán bảo hành bảo trì thì anh chị khỏi lo nha. Rồi, xin chào anh chị nha.